Em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Nhâm Sắc Tới Thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo một con NS 60T. Đó 60 xong nhìn nó bự con như ta. Cái này máy chạy nước anh em, chạy nước. Tình trạng máy này là em nhìn kỹ lại đi. NS 60T. Rồi em nhớ anh em ơi. Máy này là bên em có thay cái mặt giam nha nè. Anh em nhớ lưu ý nha. Là thay cái mặt giam máy này. Bị cái mặt giam em nhớ là về bữa đó nó xong nó tụt cái cốt này vô trong nè. Nó chạy nó sao em nhớ không rõ nữa. Nhưng mà em nghe ông Phụng nói là trong cái mặt giam trước nó có cái chụp để mà nó giữ cái nhông này nè. Mà cái dập ở sao nó bị bể. Vậy nên mình không có hàng lại mà mình thay luôn mặt găm nha bà con. Còn máy này là em nhớ là máy này đã bung rồi nè. Này anh em nhớ lưu ý giùm em là có hai cái khuyết điểm nha. Máy này là bung rồi. Rồi thay cái mặt găm. Rồi máy này em nhớ là có thay một bộ bạc lên thôi mày. Thay bộ bạc nữa. Nhưng mà được có một cái là này anh ở 60 công suất nó là bê tông nó 75 liên thôi nè. Mặt găm này không phải con ơi. Bên tiện sách ra mặt găm này. Nhưng mà này nó không phải. Mà chung quy để em nói cho bà con biết là cái bộ phận nào không có thay gọi nha. Mặt găm nè. Và máy nè có mở ra. Là thay một bộ bạc. Bà con nhớ lưu ý giùm em nha. Còn bộ e thì bên em gắn vô cho bà con cô bác mình bây giờ nó thiếu bộ e. Chắc cái này em nghĩ cái nguyên nhân mà thay bạc là vô này nè. Rồi gắn cái bôi vô cho bà con cô bác mình để che mưa che nắng thì nước nó không vô. Bộ khóa dầu thì bên em có thay cái ruột này. Còn máy thì chân nền nha, nguyên xin luôn. Chân nền nguyên lớp đó. Tâm nguyên theo máy còn đó. Máy thì chưa bao giờ mà thứ như cam cốt gì bên trong luôn em. Còn độ rất là dơ nè. Cái này em bán máy này nói chung là rẻ về cho anh em để đồng bơm nước thôi. Thay thế những cái máy đi 6 á. Mà anh em cảm thấy mà mình ngán đi 6 thì anh em sử dụng mấy máy này anh em sẽ thấy nó rất là thích luôn. Tuy ngoại hình thì nó không được đẹp nhưng mà bà con cô bác mua về bà con sử dụng rất là bền. Với thứ hai nữa là cái giá thành nó cũng tốt. Và thứ ba nữa là nó cũng nhẹ. Bà con những này là NS60 là nó nhẹ lắm, nó tương đương như cái máy đi 6 mình đó. Còn số series của máy này là 14648 anh em ơi, 14648. Rồi nhờ con trai test hàng cho bà con mình đây. Bơm nó bắt tài hết cơm ơi. Trời chuyện hết sức cơm ơi. Hai người này đứng tốt quá. Tôi đứng ở dừng nơi dừng nông đó. Bét quá chừng. Bà con cô bác nào
Rồi cái này bữa nay em bán rẻ cho bà con cô bác mình luôn. Cái này NS60 75 ly. Sức công suất thì tương đương với D6 mình ha. Nhưng mà nó lợi thế hơn là cái thứ nhất là ít hao dầu, đặc biệt là công nhận là ít hao dầu. Bà con sử dụng cái máy D6 vô đêm bà con bơm 6 lít thì này nó dùng 4 lít. Thứ hai là độ bền nó cao luôn bà con. Thêm cái giá thành em đang bán giá rất là rẻ luôn, rồi em cũng báo giá bà con mình luôn ha. Cái máy này em bán bà con 3 triệu, còn phí ship máy này là 380 bà con. Là 3 triệu 380 nha. Bà con cô bác nào có làm được máy này thì alo giùm em nha. Còn riêng về cái phần tôm, cái bu đi nè. Nếu bà con bơm nước ruộng thì em lấy cái này em đổi cho bà con mình cái tôm bơm nước ha. Để nhiều khi bà con mua về bà con mất tốn thêm, mua thêm cái tôm bơm nước ruộng thêm mấy chục ngàn nó ủa. Còn phần về nắp nước, nắp nước thì bên em làm cái nắp nước bằng inox là 100 ngàn. Nếu bà con có nhu cầu làm nắp nước luôn thì bên em làm luôn đó bà con. Rồi em xin báo giá lại lần nữa ha, cái máy này em bán cho bà con là 3 triệu, phí ship 380. Tôm cái bu ly sao thì em có đổi cho bà con mình tùy theo mục đích mà sử dụng. Còn nắp nước này bên em làm 100 ngàn. Bà con nào mà có nhu cầu sử dụng cái nào mà mình cảm thấy nó hợp lý ha thì alo giùm em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha bà con. Chào tạm biệt bà con.